Điểm của em là để tin người, với lại một số tật xấu lặt vặt thôi. Chắc tật xấu nhiều nên em ế nè. Rung rung tay lạnh ngắt hả? À? Mà phát biểu câu nào con nấy nó chắc nuôi vậy đó. Rất là vui. Chúng tôi muốn nhìn thấy cái niềm vui này ở cặp đôi thứ hai. Nào bây giờ hạ màn xuống. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào các bạn khán giả. Dễ thương quá à. Dạ. Cô giáo em biết em tham gia chương trình này có gửi tặng cho chị Cát Tường một món quà. Cô giáo của em gửi tặng chị? Dạ. Ủa mà cô giáo em là cô giáo dạy gì? Cô giáo dạy nghề cho em à. Rồi cho chị gửi lời cảm ơn cô giáo em nha. Dạ. Dù chưa biết cô là ai, cảm ơn cô rất là nhiều. Rồi em giới thiệu về dạ, mình. Dạ em tên là Bích Trâm, năm nay em 27 tuổi. Em làm về kinh doanh mỹ phẩm à. Mời bạn nam. Cô gái rất dễ thương đó anh Linh. Mời bạn ngồi. Em chào tất cả quý vị khán giả. Chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường. Chào bạn. Chào bạn nữ chưa biết. Bạn tên gì? Dạ em tên là Đặng Công Cầu. Hôm nay em 28 tuổi. Rồi bây giờ mình giới thiệu cho Cầu nghe coi là mình có những cái ưu điểm gì. Dạ ưu điểm của em là em biết nấu ăn. Em biết nấu món Âu, Việt, Hoa, Nhật. Ghê vậy? Dạ. Coi như nấu hầu hết luôn rồi. Dạ. Tại em có đi học một khóa bếp trưởng á chị. Chủ yếu là về sau này nấu cho gia đình và chồng ăn. Nhưng mà bạn duyên dáng như vậy mà bạn nói bạn ế là tôi không có tin đâu nha. Dạ tại vì cái môi trường làm việc của em á là em tiếp xúc với nữ nhiều hơn là nam. Cho nên em cũng chưa có tìm được một người bạn thích hợp cho mình. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua được 2 mối tình. Mình chia tay bao lâu? Dạ, em chia tay được 2 năm. Một ngày làm việc thì cô giáo có gọi điện thoại nói là Trâm ơi em lên YouTube coi cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đi. Chị thấy em nên đăng ký. Dạ, em coi một ngày em coi tới mấy tiếng đồng hồ, có khi em coi tới 2 giờ sáng. Dạ, em thấy chương trình này hay và em đăng ký à. Và ngày hôm nay em hy vọng tìm thấy một nửa của mình. Trước mắt là em muốn tìm một người để hẹn hò hay là em tính đến hôn nhân luôn? Dạ, em muốn tìm một người tiến tới hôn nhân luôn à. Gia đình mình đã hối thúc gì chưa? Dạ cũng hơi hối thúc vậy, tại vì em trai em đã lấy vợ rồi à. À vậy hả? Dạ. Bạn nữ bên đây có một giọng nói rất là nhẹ nhàng, dễ thương. Bạn nam cảm nhận như thế nào? Dạ em thấy là đúng như vậy, chị nói là bạn nữ nói chuyện rất là dễ thương. Với lại em nghe nói mà biết nấu ăn mà biết hết nấu món Âu, món này kia là em thấy là thích rồi đó. Còn mình thì sao? Bạn có những ưu điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là rất là nhiệt tình với công việc. Nói chung là nhiệt tình với mọi người luôn. Khuyết điểm của em là dễ tin người. Với lại một số tật xấu lặt vặt thôi. Chắc tật xấu nhiều nên em ế nè. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ 3. Ngắn nhất là mấy tháng? Ngắn nhất là 5 ngày. Trời đất ơi, 5 ngày mà cũng gọi mối tình nữa đó hả? Đâu mối tình đó, kể đầu đuôi nghe coi sao mà 5 ngày. Mối tình đó là lúc là còn học cấp 3. Thích con bé đó là... Gì con bé? Bạn đó. Cô bé? Cô bé. Cô bé đó là học kế bên lớp em. Em học A11, bé đó học A12. Nói chung là để ý bé đó được 4 tháng mà không dám nói. Quen có 5 ngày. Thì xong rồi cái ngày nào cũng đứng trước cửa đợi có ba người đó chở tới, xong rồi đi theo đằng sau dòm vậy đó, đi lên tới trên cầu thang tại lớp kế bên lầu 2. Thì 4 tháng sau có cơ hội gặp nói chuyện thì cũng qua lại đó thêm 3 tháng nữa, xong rồi mới tỏ tình. Tỏ tình xong thì bạn đó nói là thôi bây giờ cho cơ hội để quen thử một tuần, nếu mà được thì quen tiếp, không được thì thôi. Thì quen được có 5 ngày mà nó chia tay rồi. Chưa hết được cơ hội một tuần mà mới có 5 ngày chia tay. Ngắn nhất hay á. Bao lâu rồi bạn không có bạn gái? Cỡ 2-3 năm. 2-3 năm. Buồn lắm ha. Bây giờ bạn muốn có bạn gái để quen tìm hiểu bao lâu rồi mình tiến tới hôn nhân? Dạ em nghĩ là nếu mà em tìm hiểu được thì em nghĩ là trong vòng khoảng 1-2 năm là em kết hôn chị. 1-2 năm. Ý bạn gái thấy thì sao? Dạ cũng được chị. Cũng được. Em cũng tính là trong vòng 1-2 năm mà. Vậy mình có những khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm của em là em hơi giận dai à. Nhưng mà em không có thù dai. Giận dai, không dạ. Sao, nếu mà chị bạn trai chịu khó năn nỉ thì cũng dạ. Được. Dạ, chị bạn trai chịu mở miệng trước thì em huề à. Giống như mình nhõng nhẽo một chút vậy thôi. Dạ. Còn khuyết điểm gì nữa không? Khuyết điểm em là hay thức khuya à. Thức khuya làm gì? Em thích coi phim.
Thôi ban ngày coi đi, thức khuya quá mau già lắm. 1 giờ thì em mới đi ngủ à. Ừ. Có bạn trai về bắt ngủ sớm. Dạ. Không có, chị em cũng thức khuya luôn chị. Thức làm gì? Phim nữa hả? Thì em cũng coi phim luôn chị. Là hai người sở thích coi phim hả? Bây giờ bạn gái giận dai lắm mà bạn trai có biết cách năn nỉ không? Thì giận dai thì em năn nỉ chừng nào mà hết giận thôi à. Có chiêu gì không? Nói mốt biết sao. Trời. Bạn có thể nói cụ thể công việc của bạn làm gì? Em hiện tại là em kinh doanh điện thoại với lại mấy hàng xách tay. À, mình đặt ra cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình. Dạ, mẫu người bạn trai lý tưởng của em là người đó phải biết quan tâm, chia sẻ, phải có sống, phải có trách nhiệm, biết yêu thương em. Đương nhiên rồi. Dạ. À, cái điểm gì mình không thích ở người đàn ông? Em không thích đàn ông mập. Sao vậy? Đầu hói, em không thích. Mập, đầu hói. Dạ. Nhìn đây, đừng nhìn đây nha. Lên lên lên, chịu khó dán dán lên em coi cái. Không có hói. Dán dán lên đi, đừng có ngụy trang. Có không, có không, có tóc đàng hoàng. Tóc dài một thời gian sau có thể có. Không đến nổi. Hơi mập, hơi mập. Hơi, hơi mập, hơi mập. Dạ. Hơi hơi mập thôi, còn gì nữa không? Phải cao hơn em, cao khoảng 1m7. Mũi cao nữa chị, em thích đàn ông có mũi cao lắm. Cao nhiêu, cao nhiêu? Dạ, 1m8. Đứng dậy, đứng lên, đứng lên. Đúng rồi. Ờ, tại này hơi mập mà thấy vậy, chứ nếu mà ốm ốm là cao dữ nữa. Sụt xuống chừng 4kg là đẹp. Cảm ơn chị. Để em về, để em kêu bạn em dẫn em đi tập. Thích mẫu người bạn gái lý tưởng như thế nào? Mẫu người bạn gái em thì giống mẹ em. Giàu lòng vị tha, với lại thương người. Em thích. Còn ví dụ như đẹp xấu hay là sao không quan trọng. Chỉ cần người đó tốt, với lại nói chung là trong mối quan hệ gia đình với xã hội là được mọi người yêu mến là ok. Bây giờ lấy vợ về ở đâu? Ở nhà em. À, ở với mẹ luôn? Ở với bố mẹ. Ừ. Bên đây được hết trơn mà giờ ta không chịu làm dâu thì sao? Cái đó từ từ thương lượng lại. Em có ra ngoài sống được không? Dạ, chắc là không á. Không được. Tại vì giờ còn có ba má à. Bây giờ nếu mà không sống với ba má thì ba má ai lo? Dạ. Người bắt buộc làm dâu đó. Làm dâu được không? Dạ, để coi sao ạ. Hôm nay bạn đến đây có ai đi theo ủng hộ không? Dạ, em có cô giáo của em. Cô giáo? À, cô giáo mà tặng quà cho chị. Dạ, dạ. À, đâu, cô đâu? À, chào cô. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Nghe cô giáo thấy lớn quá, thôi chào chào chị đi ha. Cô thấy bạn gái, à, bạn trai bên đó là sao? Trâm ơi, chị thấy bạn này được hợp với em. Trâm là học trò của chị, có thể nói là một cái người học trò chị rất là thương. Thương lắm. Chị chỉ mong muốn rằng á, khi mà em làm bạn trai của Trâm á, chỉ cần chăm sóc cho Trâm, thương yêu. Tại vì Trâm của chị á, chẳng những nấu ăn ngon, trà sữa, bánh, cái gì nó không làm hết á. Thật sự Trâm thì luôn luôn làm với chị, nhưng mà giờ chị sợ lắm. Cho nên là thôi để cho làm cho em đi. Với lại đó là chị giỡn thôi, nhưng mà tại vì chị cũng đã có gia đình rồi, có một cái gia đình, thì nhiều lúc thấy học trò của mình lẫy lôi á, thấy rất là buồn, cũng rất là lo, cũng muốn rằng là trong có gấu. Thế cô giáo nói chuyện dễ thương không? Cảm ơn cô giáo. Mình có ai theo ủng hộ mình không bạn? Dạ, có bạn thân của em. À, chào bạn. À, chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào bạn. À, em thấy là bạn gái bên này là để hợp với bạn em rồi đó. Hợp không? Tại vì bạn em cũng là ế thuộc loại là vững bền rồi. Mà em thấy chắc kỳ này hết ế. Ế vững bền hả? Tên này lạ nha. Nhưng mà theo cô giáo thì nói hợp, cô đã phân tích. Còn bạn trai này nói hợp là hợp cái chỗ nào? Em cũng đồng ý với những lời cô giáo nói đó. Hợp, bên kia cũng đẹp, bên đây cũng đẹp. Dạ. Bên kia dễ thương, bên đây cũng dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chúc hai người hạnh phúc nha. Dạ. Ông Mai dễ thương, bà mối cũng dễ thương. Ông Mai dễ thương mà mối thì ghét. Không, em nghĩ là cặp đôi này rất là đẹp rồi. Vấn đề quan trọng lại là cảm xúc, trái tim họ có chạm được ngõ vào nhau hay không. Rồi, mình kéo màn lên cho họ gặp nhau. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Chào em. Dạ. Anh tặng em. Nhìn say đắm luôn. Em cảm ơn anh ạ. Khi mà quay qua thì anh có thấy em khác những cái gì mà anh tưởng tượng sau bức màn không? Anh không có tưởng tượng gì hết mà. Anh không tưởng tượng gì hết à? Không có tưởng tượng ra. Ờ vậy bây giờ bây giờ thì quay qua anh thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em dễ thương. À, nhìn rất là có duyên. Giống đúng như những gì mà hồi nãy giờ chị Cát Tường nói, như cô giáo em nói. Dạ, cảm ơn. Vậy em thấy anh sao? Anh thấy ghét. Dạ.
Anh có mập quá không? Mập thì dạ, hơi mập à. Hơi mập ha. Phải. Ủa, đi nhưng tập. Sao không thích mập em? Kì dạ vậy? Em không thích mấy người mập và em thích ốm ốm cao cao à. Ủa sao vậy? Dạ em thích ốm để em chăm sóc. Rồi chúng ta nói chuyện tình yêu đi. Ủa nãy như anh nói đó, ví dụ giống như là sau này mà làm dâu thì em thấy có được không? Dạ cũng được à, mà anh là ở Sài Gòn luôn à. À Sài Gòn. Hồi nãy nói không có được, để suy nghĩ lại, dán màn lên coi cái hỏi làm dâu được không? Dạ được liền. Tôi hiểu cô rồi đó. Quan điểm về tình yêu của anh là như thế nào ạ? Em nói trước đi. Quan điểm về tình yêu của em là khi yêu nhau thì hai người phải bỏ có sự chân thành với nhau. Cái gì cũng phải nói ra chứ không được giấu giếm. Tình cảm thì phải xuất phát từ hai người chứ không có một người nhiều hơn hoặc là một người ít hơn à. Làm sao em biết được cái nào là nhiều hơn, cái nào là ít hơn? Dạ nếu mà cái người mà kiểm soát mình quá thì cái người đó là người nhiều hơn à. Vậy là phải kiểm soát đồng đều đúng không? Dạ. Nhưng mà em có nghĩ là nhiều khi là trong tình yêu là cần nên có sự tin tưởng không? Dạ có, phải tin tưởng. Nếu mà tin tưởng thì không nên kiểm soát quá. Dạ đúng rồi ạ. Hay lắm, lừa banh hay lắm. Làm bài thơ tặng cô ấy đi. Có bài thơ tặng em. Thơ này ở đâu? Em làm hay sao? Dạ em làm. Rồi. Làm lâu rồi mà chưa đọc. Hay là đọc cho nhiều cô rồi. Mắc cỡ quá không đọc. Rồi, đọc đi, quay lưng chỗ khác. Người ấy nhìn tôi nở nụ cười, để tôi về lặng lẽ nhớ thương. Người ơi tôi hỏi thầm người nhé, mắt người nhìn tôi ghét hay yêu? Hết hả? Trả lời liền. Ghét hay yêu? Dạ chưa yêu à. Không có, bà thơ thôi. Bạn trai còn muốn nói gì nữa không? Một câu cuối cùng, thật tình cảm. Nếu có cơ hội thì cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy hợp nhau thì chúng ta đến với nhau. Vâng, cảm ơn, hết giờ. Chúng ta để tay nút bấm. Mặc dù là 2 phút ngắn ngủi nhưng mà vẫn đủ để chúng ta đo được cái cảm xúc của mình, xem trái tim mình nó đang mách bảo điều gì. Bấm nút hay không bấm nút. 1 2. Suy nghĩ thật kỹ. 3. Nắm tay nhau đi bạn. Chưa gì cho lo cầm quà liền. Nắm tay nhau. Ngại chị ơi. Ngại gì nắm đi. Thế là đúng rồi đó, nắm tay. Không nắm người khác nắm là không kịp, nắm lại đó nha. Đó. Nắm chặt quá vậy. Cảm nhận sao? Tim đập thùng thùng. Còn đập là ổn định rồi. Bạn ấy nhìn tôi, bạn ấy cười. Tôi nhìn bạn ấy cũng cười theo. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là cặp loa Soundmat i5 gửi tặng hai bạn. Một cặp vé để xem phim. Chúc hai bạn sẽ có giây phút và thật lãng mạn bên nhau. Dạ. Chúc mừng. Cảm ơn. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Mối Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Tại thì gia đình em cũng rất là mong rồi, người mà mong chờ nhất đó là ông nội em, thì ông nội em đã mua vàng để sẵn rồi anh. Mua gì? Mua gì? Mời bạn trai. Chào bạn. Sao style lạnh ngắt vậy? Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Chào rung bạn. Quá anh. Rung không? Dạ, dạ rung hả? Tên là gì? Dạ, em tên là Ngọc Tính. Em mới sinh nhật tuổi 31. Dạ, em hiện giờ đang làm vật tư của một công ty xây dựng. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em chào tên bạn. Là Phạm Thị Như Thùy, hiện đang là nhân viên kinh doanh bên mảng lĩnh vực là giáo dục ạ. Em năm nay 26 tuổi ạ. 26 tuổi. Dạ. Bên kia 31 tuổi cũng được ha. Mình giới thiệu về mình chút xíu đi. Dạ. Nghe điểm mạnh của bạn. Điểm mạnh của em là một người lạc quan và khá là yêu đời và yêu người. Thì ngày hôm nay em đến với chương trình này với cái mong muốn giống như các cặp đôi khác, đó là có thể tìm kiếm được cái người mà phù hợp với mình để có thể là cùng nhau thực hiện những cái ước mơ cũng như là mục tiêu cuộc đời của em. Dạ hết rồi. Hết rồi hả? Yeah. Rung quá mà làm hơi vậy đó hả? Ủa những ước mơ của cuộc đời bạn là ước mơ gì vậy? Nó liên quan tới cái việc là sẽ có một cái gia đình hạnh phúc. Cái thứ hai là một cái sự nghiệp ổn định. Và thứ ba là phát triển bản thân.
Anh ấy cảm giác như thế nào với những lời giới thiệu vừa rồi của bạn nữ? Hai cái đầu tiên thì em thấy cảm thấy ổn. Và cái thứ ba thì phát triển bản thân thì nếu mà có gia đình mà hai bạn thì cùng chung một chí hướng, em nghĩ điều đó cũng rất là bình thường. Bạn muốn tìm người yêu thế nào? Với em thì cùng một bạn hiền nhưng mà lại cá tính một xíu. Bạn đó thích đi du lịch, đi phượt bụi với em là được rồi. Với lại làm từ thiện ạ. Em ơi. Dạ. Em thích đi phượt bụi không em? Em thích anh. Em thích, và đặc biệt là nếu như mà được đi từ thiện chung thì đó sẽ là một cái cơ hội rất là lớn để mà có thể tìm hiểu. Tại vì em cũng tham gia rất là nhiều các hoạt động từ thiện và tình nguyện. À hả? Dạ. Rồi bây giờ hỏi bạn gái kia cần điều gì ở mình nè. Năm nay em 31 tuổi thì tuổi anh cũng gọi là chuẩn bị có gia đình, nếu mà được á, em nghĩ là trong vòng bao lâu? Em cũng trả lời thật là hiện tại thì gia đình em cũng rất là mong rồi. Người mà mong chờ nhất đó là ông nội em, thì ông nội em đã mua vàng để sẵn rồi anh. Mua gì? Mua gì? Mua vàng đó chị. Nếu như hai mình tìm hiểu mà phù hợp thì càng sớm càng tốt anh. Rồi điểm yếu của mình là gì? Dạ, đôi khi rất là khó kiềm chế cảm xúc á. Ví dụ như là lúc đó rất là vui thì sẽ rất là hết mình. Còn buồn thì hoặc là nóng giận thì sẽ thể hiện ra mặt. Còn hiện tại là em đang rất là căng thẳng. Hiện giờ đang ngồi đây đang rất căng thẳng. Hít thở sâu vô. Biết hát không? Dạ biết. Làm một bản đi cho nó đỡ căng thẳng. Vỗ tay đi quý vị. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng vào trong anh mùa sang. Gió mai mơ màng chờ đôi môi hồng, người em yêu từng quanh trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay là đà, mà trời mây buồn nhà trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong đời xa vời, đợi mùa xuân đến đem niềm vui. Rừng xuân ơi xin lặng gió heo mây, để chim muôn quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt nỗi yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Đầy gió hãy cuốn từng lá rơi, và nắng hãy chiếu màu thắm tươi. Cùng những tiếng hát được nhật em chơi vơi, dù ta quay trong biển khơi. Hay nhất là cái đoạn anh kia hát bè bè vô chung đó, thấy là hòa chung nhịp đập. Giọng anh nữ ấn tượng đấy, giọng rất là trầm, rất là ấm. Cảm ơn anh. Rồi bên đó ta có ưu điểm, khuyết điểm rồi, mình cũng kể cho bạn ấy nghe luôn. Cái ưu điểm của em là người rất là dễ hòa đồng lắm. Có một cái là em hơi nóng tính, mà khi mà nóng lên á là cũng giống như bạn gái bên kia. Sao bên nào cũng hơi nóng quá vậy? Nhưng mà hai người nóng tính nhau như vậy là cũng khó lắm nè nha. Có cách nào khắc phục không? Bên kia mà nóng lên thì em nhịn anh. Chắc dạ. Không, nhịn được không? Dạ nhịn được chị. Cái này là sở trường của em đó chị. Biết anh quê ở đâu ạ? Anh quê Quảng Ngãi. Dạ, anh có lập nghiệp ở Sài Gòn luôn không anh? Chắc chắn là lập nghiệp ở Sài Gòn và đang muốn kiếm bạn ở đây. Tại vì anh cũng có nhà ở đây rồi. Dạ. Quá tốt, quá tốt. Ở với ai ở đây? Dạ, hiện giờ thì em đang ở với mẹ và chị ba. Đáng lẽ hôm nay là em đi với có mẹ, có chị nữa. Nhưng mà chị em mới sinh bên bé hồi tối. Bằng giờ năm sau, dạ. Cũng tối nay dạ. Là vợ em cũng sinh. Dạ được rồi, cái đó được rồi. Hơi căng. Điều đó là quá hạnh phúc đó anh ạ. À, cũng hỏi một chút xíu, mình có đặt ra mẫu người bạn trai lý tưởng của mình là người như thế nào không? Là một người có trách nhiệm, chân thành, biết yêu gia đình, thích con nít, sạch sẽ. Về ngoại hình? Ngoại hình thì cao hơn em chút. Nói chung là thân hình cân đối, mặt ngoài sáng sủa. Dạ vậy thôi. Em thích bạn trai em cao bao nhiêu vậy em? Cao hơn em là được rồi, em 1m56 anh. Để coi. Đây 57. Anh cao bao nhiêu? Em cao 1m74 ạ. Vậy là được rồi. Dạ. Bây giờ hỏi thêm câu nữa nè. Dạ. Thôi ngại quá khỏi hỏi chút. Định hỏi thấy, định hỏi thấy không ổn. Thì các tường làm em. Chị thấy được không vậy chị? Chút xíu nữa kéo màn lên chị. Chị sẽ nhờ em hỏi. Chào anh ạ. Chào em. Dạ. Anh này ảnh cũng có mẹ già rồi. Dạ. Bây giờ cần có vợ về cũng phụ gia đình chăm sóc. Dạ. Bây giờ anh muốn sức gấp lắm. 3 tháng nữa được không? Thì hai đứa sẽ tìm hiểu gấp anh. Tìm hiểu gấp là tìm hiểu thì sao? Tìm hiểu gấp là sao? Ví dụ như một tuần có thể sắp xếp một lần thì bây giờ cố gắng tăng cái tần suất lên. Đúng rồi. Dạ. Hẹn hò nhiều lên. Tìm hiểu gấp lạ nha. Cái này được á. Tìm hiểu gấp. Trai hôm nay đơn độc đến đây mình có người thân đi theo ủng hộ không? Dạ bao nhiêu luôn chị. Bao nhiêu luôn? Dạ má em mới quê vô với lại khoảng 15 người là có khách hàng của em là cô hiệu phó của một trường tiểu học với lại bạn bè thân cận của em. Mời 15 người vỗ tay. Rồi thôi chào mẹ trước đi nha. Dạ. Chào mẹ. Hậu quá nha. Cô thấy con rể tương lai bển sao cô? Con chào cô ạ. Dạ thấy được nhiều lắm á.
Giáo sao, cô giáo sao? Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường, chào dạ. các quý vị khán giả. Nếu mà theo cái tiêu chuẩn Thùy đặt ra thì nói riêng với Thùy là cô thấy được rất là nhiều. Bạn rất là năng động, bạn rất là thật thà. Ưu điểm đầu tiên mà bạn đã đạt được. Dạ. Xin đó. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô. Cổ động viên mình có không? Có một người anh. Dạ. Kệ một người nói một người. Dạ. Chào bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Em thấy chị này cũng rất là thật tình. Dạ, cũng thẳng thắn. Dạ, được rồi anh. Rồi, chúng ta kéo màn lên. Thì để hai người gặp nhau, tôi cũng nôn rồi đó. Xong nếu được cái bấm nút là ghi bằng mẹ luôn nha. 2 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Em chào anh. Có hoa tặng nha. Dạ, cảm ơn anh. Em thấy anh như thế nào? Em tin tưởng vào những cái lời nhận xét của má em, cũng giống như là cô Phượng, cho nên là em cũng tin là anh là một người chân thành. Thì với cái mong muốn như em đã nói lúc ban đầu á, thì hy vọng rằng là mình sẽ có cơ hội để mà tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh có thể nói cho em cái hình dung về một cái gia đình mà anh muốn có trong tương lai không? Người vợ của mình á thì kính trên nhường dưới, biết đối nhân xử thế là được rồi. Với lại biết chăm lo cho mình. Con đàn cháu đóng thì lo cái con đàn cháu đóng càng nhiều con tốt. Yeah. Em thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý hết rồi. Gia đình em cũng sẵn sàng lắm. Yeah. Mấy em ngồi đây mừng lắm. Nào kêu mẹ một cái đi. Mình sẽ xuống, ta đã chuẩn bị, ta đi quá trời. Nhà gái đông lắm, mình còn chưa chịu nữa. Tấn công đi. Kêu bằng mẹ liền. Hy vọng trong vòng 6 tháng tới thì mẹ cho con... Rối rối rồi. Một câu nói nào đó để tỏ tình, để thuyết phục bạn gái có thể đồng ý hẹn hò với mình. Nếu em bấm nút thì anh sẽ cùng em đi một đoạn đường xa theo cái những gì mà em đã vạch sẵn. Sau ngày hôm nay em sẽ cho anh đọc mục tiêu cuộc đời của em. Được rồi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Quyết định. Một. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. 2 3 Hết thời gian. Hai bạn nắm tay nhau, cảm nhận. Sao? Lạnh ngắt hả chị? Lạnh ngắt hả? Tay của anh lạnh lắm. Cảm giác thế nào? Dạ, mềm. Đây, những chiếc vé xem phim. Dạ. Chúc hai bạn sẽ có không gian lãng mạn. Một cặp loa để nghe nhạc tình yêu, cặp loa sau mắt i5. Dạ, tặng hai bạn. Nước xịt thảo dược thơm miệng Relax tặng hai bạn. Cảm ơn chị. Rồi. Xin mẹ dẫn bạn gái xem phim đi. Dạ, dạ con tối nay con dẫn vợ con đi xem phim. Trời ơi, dẫn vợ. Em rất là vui khi nghe câu anh nói là anh không quan trọng con trai con gái. Tại vì mẹ mang bầu em và khi phát hiện ra em là con gái thì ba em đã bỏ em. Nhưng em mong muốn là không có phân biệt giới tính. Xin mời nhà gái. Rồi mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mình giới thiệu đi nào. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quỳnh Linh và xin chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Lê Thị Thủy, năm nay em 29 tuổi. Em ở Bình Chánh ạ. Hiện em là một nhân viên y tế đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức là làm... Em làm điều dưỡng. Điều dưỡng? Dạ. Về cái khoa nào? Dạ, em làm phòng quản lý chất lượng, chuyên về khiếu nại, khiếu kiện, giải quyết các đường dây nóng của bệnh viện. Mời em trai. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Hồng Vân, chào bạn gái bên cạnh và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Quỳnh Trọng Kim, năm nay em 30 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang làm nhân viên văn phòng tại công ty dịch vụ quản lý quận 8. Thủy Kim, hợp lý nha. Kim xanh thủy đó ha. Rồi thế vậy là Thủy có cái điểm mạnh, điểm yếu gì?
Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết và luôn toàn tâm trong mọi công việc. Còn khuyết điểm của em là chắc là do em hơi độc lập và hơi tự lập trong cuộc sống, cho nên có một chút gì đó nó mạnh mẽ. Còn anh trai? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc. Điểm yếu là nhiều lúc em cũng bị hay quên, và có cái tật là nhiều lúc hay đổ mồ hôi nhiều. Đổ mồ hôi trộm ấy ha? Dạ, mà em đổ rất là nhiều. Đổ nhiều đúng không? Dạ. Phải đi kiểm tra sức khỏe nha. Dạ. Bây giờ thì em cho đàn gái biết mình có mấy mối tình rồi. Dạ, em cũng trải qua 2 mối tình anh. Mối ngắn nhất là nhiêu, dài nhất nhiêu? Dạ, mối ngắn nhất là 3 tháng, mối dài nhất là 2 năm. 2 năm rồi sao mình chia tay? Dạ, do bạn ấy là đi du học bên nước ngoài rồi định cư ở bên bển luôn rồi, tụi em sẽ ra chia tay. Đành phải chia tay đúng không? Dạ. Chia tay lâu chưa? Dạ, cách đây cũng được 9 năm rồi anh. Trời ơi, 9 năm rồi? Dạ. 9 năm rồi, không có yêu ai nữa luôn? Dạ, cũng có yêu đơn phương nhưng mà do không thấy không hợp rồi nên không đến được với nhau anh ơi. À, đó là lý lịch tình yêu của đàn trai đó đàn gái. Em làm cái nghề của em á, dạ, có khi nào mà em được bệnh nhân yêu mình không? Dạ, sẽ có bệnh nhân yêu thương và có những bệnh nhân mà làm cho mình rớt nước mắt. Sao? Tại dạ, sao? Vì cái nghề của em là nghề tiếp đường dây nóng và tiếp dân khiếu nại khiếu kiện. Thì các bệnh nhân vô bệnh viện thì sẽ có những cái bức xúc và em sẽ tiếp. Và nhiều lúc mình không phải là người gây ra vấn đề, nhưng mà bệnh nhân lên lại sử dụng những lời nói nó làm cho mình thấy tổn thương. Thì mình vẫn ân cần và xin lỗi và cảm ơn bệnh nhân. Nhưng mà khi bệnh nhân bước ra khỏi phòng thì tự nhiên nước mắt rơi. Cứ xin lỗi mà họ cứ chửi thôi. Dạ, tại vì lúc đó là cái sự cao trào của họ, có một cái gì đó bức xúc của bệnh nhân. Chứ còn có ai lên gặp em mà tỏ tình với em chưa? Dạ, vị trí của em chắc không có ạ. Dạ, em trải qua 2 mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên là 4 năm, lúc em còn học sinh. Mối tình thứ nhì là được 2 năm. Chia tay lâu chưa? Dạ, chia tay cách đây 3 năm. Lý do em chia tay là do anh bắt em là một phụ nữ phải giỏi việc nước đảm việc nhà. Khi mà một người đi làm công việc hàng ngày từ thứ hai thứ sáu vậy thì về anh bị bắt là phải nấu cơm. Ví dụ nấu cơm phải là đầy đủ các món, ví dụ cá chiên là phải nước mắm mọ chua ngọt, rồi ví dụ như là cá kho phải nước mắm khác, canh thì phải sao. Thì em không phải là dạng phụ nữ không biết nấu ăn, nhưng mà để mà làm như một bữa ăn thịnh soạn mình như vậy, dạ, thì là thì là em sẽ không có thể theo nổi. Bên ông dạ, ấy chào ấy anh. Đúng rồi, gái xinh đẹp quá thật sự. Anh qua đây anh nhìn em là bởi vì anh khâm phục em. Dạ, một cái người trực điện thoại biết bao nhiêu cái bức xúc, biết bao nhiêu cái gì đó họ đổ lên đầu mình. Thật sự lúc đó mình cũng không trách họ, bởi vì họ quá đau thương trong cái việc người nhà bị cái gì đó. Yeah. Thì họ không biết xả đâu, đôi khi họ xả vào đấy. Yeah. Mà mình nghe hết. Yeah. Và cuối cùng thì có đôi khi mình chỉ khóc một mình thôi. Yeah. Thôi cũng thông cảm nha. Yeah. Và cũng cảm ơn những người như em. Yeah. Yeah. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, đối với em thì em muốn anh ấy một người cao mét trên 1m65. Ngoài hình thì nhìn được là được. Và quan được. Trọng là đối với em là tính cách. Tại vì em mong muốn có một anh có thể bảo vệ được em, che chở được em, để em không phải gồng mình lên để mạnh mẽ. Anh bên đây có thể che chở, có thể bảo vệ em luôn. Cho dù phong ba bão tố về tướng anh cũng hơi to. Em có không thích điều gì đàn ông không? Dạ, em không thích ở đàn ông là hút thuốc, nhậu nhẹt có giới hạn là được rồi. Dạ, dạ em... chị không dân. Sao nè, có hút thuốc không nè? Dạ, có hút xả dao chị. Xả dao là nhiêu nè, ngày nhiêu điếu nè? Dạ, khoảng từ 3 đến 4 điếu rồi chị. Thì bao nhiêu? Thiệt không á? Thiệt chị. Xả dao ai mà ít vậy? Dạ, xả dao thì cũng anh em trong công ty thôi chị. Xả dao là điếu thôi. Nhưng mà tiếp 3-4 người. Tiếp 3-4 người là khổ vậy đó. Dạ. Rồi là nhậu thì là nhiêu lon nè? Dạ, em nhậu cũng 4-5 lon rồi chị. Cũng 4-5 người là cũng điếu thuốc với lon bia đó. Dạ. Em muốn người bạn gái của mình như thế nào? Em muốn người bạn gái của em thì như mặt dễ nhìn, lại hòa đồng vui vẻ, rồi biết trên biết dưới, với lại là sống bình thường đơn giản thôi. Chứ em không thích sự cầu kỳ, sửa soạn nhiều quá. Bên kia là dư luôn đó em. Có muốn bạn nó giỏi việc nước, đảm việc nhà không? Không, ví dụ như việc nước thì mỗi người một công việc em không có nói được. Nhưng mà việc nhà thì có thể là em và bạn ấy, nếu mà tiến tới được hôn nhân thì em và bạn ấy sẽ hai người cùng phụ nhau làm, chia nhau công việc. Em biết nấu ăn không? Dạ, em cũng biết nấu đơn giản thôi chị. Nói nghe nè, ví dụ như bạn đẹp tự nhiên, rồi ví dụ như bạn sửa soạn chút xíu xíu á thì em thấy như sao? Em thấy cũng bình thường, nữ hiểu làm đẹp mà chị.
Rồi em thích con gái đẹp không? Được, thích chứ, em thích đẹp. Thích đẹp chị. Hãy dẫn gái cao, cao bao nhiêu thì là đúng tiêu chuẩn của em nè. Dạ em nghĩ từ 1m60 tới 1m65. Chết rồi, em còn 1m50 rồi. 1m50 hả? Dạ. Thiệt không? Thiệt. Chết rồi, 1m50 dạ, dần sao? Hả? Mình giảm xuống thôi mà. Còn em có mét nhiêu nè? Dạ em 1m72 chị. Người ta 1m72 đó. Lực lượng đô con có thể bảo vệ em được. Dạ. Ừ. Tôi thấy là được đó, ổn nên đó. Hỏi người thân đi ha. Hỏi đi Vân. Để cho trẻ gặp nhau đi. Đúng ha. Rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. À đi với mẹ. Xin chào chị Hồng Vân. Chào MC Quyền Linh và chào gia đình nhà gái. Thì từ đầu mà thấy cháu gái bước ra là cô đã rất là thích rồi. Cảm ơn cô ạ. Rồi cô cũng nói là về cháu Kim á, anh chị em trong cơ quan đều khen là rất là vui, hòa đồng với mọi người. Thì nói thật là nhà cô thì có mình cô là nữ à, hai đứa con là trai, Kim là anh. Thành ra là trong cái công việc nhà đó thì là hai anh em đều có phụ giúp với cô hết, chứ một mình cô thì cũng không làm nổi đâu. Cháu nói là nhà cháu ở gần Bình Chánh thì rất là tiện với lại Trọng Kim bên đây. Tại vì nó cũng là ngay quốc lộ 50. Nhà cũng gia đình ngay quốc lộ 50 thì mình sẽ gần gũi nhau hơn. Có bao giờ em nghĩ trong đầu á là khi cái người bạn gái hoặc người vợ của em có một cái nét gì giống mẹ? Dạ cũng có chị. Có ước đúng không? Mẹ cũng đẹp quá nha. Em là trời thiêu nhưng em cầu được ước thấy đó. Mẹ đẹp và con dâu tương lai cũng đẹp luôn cái đó. Cái nét của con dâu có nét giống mẹ đúng đó rồi. Nói cho em biết mà mẹ ra là mẹ thích liền đó. Sao này giờ mình đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ và các đồng nghiệp trong cơ quan ạ. Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh. Em là chị họ của Thủy. Qua buổi nói chuyện thì thấy bên đằng trai là ngoại hình dễ nhìn, tính tình thì cũng dễ gần. Thì chị cũng mong là hai em tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu thêm. Rồi vậy là tốt rồi. Mở rào thôi. Mở rào. Không gian này là của Kim với Thủy đó. Kim sanh Thủy. Em chào anh ạ. Lần đầu tiên gặp em có món quà. Dạ rất vui được gặp anh ạ. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Cho em món quà em tặng. Dạ cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng. Quà thì mở ra coi là gì nè. Dạ. Đây có một ít mỹ phẩm mình tặng em. Wow, cảm ơn anh. Dạ. Là gì ạ? Gì Kim? Mỹ phẩm chị. Dạ nước hoa, nước son ạ. À. Son rồi kẹp chì mắt. Dạ. Thế hả? Dạ. Dạ em sẽ dùng nước hoa và những cây son này để đi gặp anh vào những buổi hẹn hò ạ. Dạ. Ông này ông mâu thuẫn ghê á, ông Kim. Ông nói ông không thích con gái sửa soạn mà ông tặng cho người ta toàn những cái đồ. Em cũng có một món quà tặng anh và trong đó có một bức thư. Em có đó là những lời em gửi gắm tới anh. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Anh có quên mở ra đọc được Dạ, anh có thể mở ra đọc cho mọi người coi ạ. Chào anh, Việt Nam hơn 95 triệu người. Em gặp được anh là một cái duyên. Chúng ta đến với nhau hay không là do kiếp nợ. Nếu không có nợ thì làm bạn anh nhé. Cảm ơn anh vì đã có mặt hôm nay. À, tốt rồi. Lần đầu tiên anh có cảm giác như thế nào? Dạ, em cảm giác là anh là một người có thể bờ vai để bảo vệ em, che chở em. Dạ. Dạ. Anh nhìn em thì anh thấy cũng có cảm tình, em rất là dễ thương, xinh đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Cũng có nét giống mẹ anh, như chị Hồng Vân đã nhận xét. Dạ. Sở thích của em thường thường là thích đi đâu nè? Em thì thích ở nhà quây quần với gia đình, mình nấu những bữa ăn cùng với gia đình. Ngày nghỉ anh sẽ làm gì? Ngày nghỉ anh có thể đi dạo phố Sài Gòn. Anh thích đi chơi lắm, nói chung anh thích la cà, dạo phố xong vòng Sài Gòn. Bây giờ mình nói vấn đề làm dâu đi. Dạ thì vấn đề làm dâu của nhà anh thì mẹ anh không có quan trọng vấn đề làm dâu. Dạ. Nếu mà anh với em tiến tới được hôn nhân, anh em sẽ qua nhà anh ở cũng được hay là sao cũng được. Dạ. Nếu như mà ba mẹ có làm dâu thì em vẫn làm dâu, còn nếu như mà ba mẹ cho ra ở riêng thì có thể ở nhà em, ví dụ như mà xa quá thì chúng ta có thể tích góp thêm để tiến lên và gần với ba mẹ hơn. Dạ. Nếu hai đứa chung một nhà, quan điểm về con cái, con trai con gái ra sao? Anh thì không quan trọng con trai hay con gái, con nào cũng là con của mình. Anh đều thương như nhau. Đối với em rất là vui khi nghe câu anh nói là anh không quan trọng con trai con gái. Tại vì mẹ mang bầu em và khi phát hiện ra em là con gái thì ba em đã bỏ em. Nhưng em mong muốn là không có phân biệt giới tính.
Tức là từ nhỏ là em đã không có cái tình cảm của cha rồi đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà nhà em có mấy người? Dạ nhà em có chị gái nữa. Là hai chị em? Dạ. Với mẹ, lúc đó ba bỏ đi là coi như ba mẹ con ở với nhau. Dạ. Thực ra là khi bạn tâm sự ra điều này á, thì cái người chồng á, là cái vai trò của em không phải là chồng không, mà em phải có cái tình cảm của người cha, sự bảo vệ, sự bao dung đối với vợ của mình. Đó là cái điều mà bạn ngầm ý để kể cho em nghe về cái câu chuyện của bạn đó. Em có hiểu không? Dạ em hiểu. Bây giờ đẻ con gái là có vàng trong nhà đó nha. Dạ. Con gái rượu đó, không có lo nữa. Bây giờ thế này nào, mình giao lưu văn nghệ chút xíu đi, để mình có thêm nhiều cái cảm xúc để mình quyết định nha. Tươi quá, mặt tươi rồi rói vậy thiệt á. Lắm hai tay luôn Kim. Dạ. Nhìn vào Thủy. Anh xin hát một điệp khúc của bài Đúng Người Đúng Thời Điểm. Dạ. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì đời anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh. Tìm thấy em người anh yêu, lúc yêu thương tựa như nắng buổi chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Cảm ơn anh ạ. Thủy đáp lại đi. Dạ, để đáp lại anh thì em xin tặng mọi người trong trường quay cũng như là các đồng nghiệp đang hoạt động ở ngành y và đang ở tuyến đầu bài hát Cô Gái Ngành Y. Vào ca trường đêm nay, trong đêm khuya lạnh giá, những căn bệnh hiểm nguy, thầy thuốc không ngần ngại, đã có bàn tay em nhẹ nhàng dịu dàng chăm sóc bệnh nhân. Nắng hồng bừng lên sương tan lặng lẽ, nắng vui chiếu rọi với đàn chim non. Ánh mắt em đây như muốn nói, em đây là cô gái ngành y. Em cô gái ngành y, không ngại chi gian khó, với tấm lòng lương y, thầy thuốc như mẹ hiền, mãi mãi còn trong tôi nhẹ nhàng dịu dàng, cô gái ngành y. Chúng ta đã có một trò chuyện rất là thú vị. Mỗi người có một tính cách rất là đặc biệt, rất là dễ thương. Vấn đề là con tim các bạn có rung động thật sự hay không? Tôi không biết có rung động hay không, mà tôi thấy ông Kim mồ hôi của ông thiếu điều bây giờ nè, nó chảy ướt áo luôn rồi. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Con tim mình rung động mạnh thì mình bấm liền, còn nếu chưa rung động không còn bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau đi, bấm nút cũng cùng chung một nhịp. Ý nói gì với mẹ đi. Dạ con xin phép cô là cho bọn con cơ hội để tìm hiểu. Và vì sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm, nên mong rằng gia đình mình coi con như con ruột và luôn yêu thương đùm bọc con. Rồi, để mẹ nói một câu nè. Đây là cô cũng nói thêm là cô nhà cô không có con gái, cô rất thích con gái. Mà hôm nay là nếu là con hẹn hò với con của cô thì cô thương con như con gái. Quá trời hay luôn rồi. Rồi đó, bây giờ xin phép đặt nụ hôn đầu tiên lên gò má của bạn gái coi nào. Để xin phép chị cho em hôn cái. Dễ thương lắm á. Dạ, anh nó run quá, anh run cầm cập. Run quá đúng không? Hai đứa đều dễ thương cả. Dạ. Những cái nụ cười rất là tươi. Và mong rằng tất cả mọi điều may mắn sẽ đến với hai đứa nha. Dạ. Đây. Và đây là những món quà của chương trình trao cho hai bạn. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn trắng da, bật tông, trẻ hóa da, đặc biệt trị dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình.
tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Hãy đưa nhau đến những nơi hạnh phúc với các bạn nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chương trình. Để Thủy đi trước đi Kim. Dễ thương quá à. Ui, không phải dàn cái đi. À, dàn à. Mình bữa nay mát tay quá. Đúng rồi, hai đứa rất là dễ thương luôn. Còn bây giờ ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Bên cạnh đó anh cũng có tặng em một món quà nhỏ, đó là cái lắc chân. Yeah. À, anh xin phép đeo cho em nha. Đáng lý ra là nó vàng nhưng mà nó dịch cái giờ nó gớt xuống bạc luôn. Là sao? Chị Vy bả tới đột xuất quá, cái tàu vàng nó gớt bạc. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt sân khấu ha. Dạ. Bạn trai giới thiệu cho đàn gái nghe luôn nha. Xin chào quý vị khán giả có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn nữ kế bên. Em tên là Trần Văn Lượng, năm nay em 24 tuổi. Sinh ra ở Cà Mau, còn lớn lên thì ở nhiều nơi lắm. Hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Lượng làm gì? Dạ, em làm đủ nghề hết. Đôi khi làm điện, làm lạnh, rồi đôi khi máy lạnh hư cũng sửa. Em làm quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn làm đủ thứ việc luôn. Dạ. Làm ở Lượng làm ở quận mấy? Dạ, ở quận nhất ạ. Rồi, mời nhà gái. Chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Lý, con đến từ Đắk Nông, hiện đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện con đang làm việc trong một phòng khám nha khoa Sài Gòn. Con mới 26 tuổi. 26 lớn hôm nay 2 tuổi đó. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Cũng được. Bây giờ mình nói điểm mạnh, điểm yếu của mình luôn đi. Và con thì có điểm mạnh là vui vẻ, hòa đồng, dễ hòa nhập với môi trường. Còn điểm yếu của con là tưởng con hơi nóng tính một chút xíu. Hơi nóng tính? Dạ. Khi nào làm việc mà căng thẳng ấy thì thường mình hơi bị stress, mình hơi khó tính một chút xíu ấy. Nhưng mà lúc mà mình làm gì? Mình giận dữ, mình đập bàn hay mình run rẩy lên một xíu? Cố gắng kiềm chế lại và tiếp tục làm công việc của mình chứ không... Tiếp tục làm đúng không? Rồi, mời anh trai. Dạ, ưu điểm của em là có tính tự lập, thẳng thắn. Còn điểm yếu là đôi khi thẳng thắn quá người ta mất lòng người ta. Đúng rồi, đúng. Dạ. Nhiều khi mình nói thật nhưng mà người ta đau lòng, phải không? Dạ. Thí dụ như mập là mình nói chị đó hơi mập. Vậy thôi nha. Nói vậy mà cũng nói được á, thật sự á. Mình nói về cái tình trường của mình đi. Con đã trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là do bạn trai kia kiểu như là con không cần một người giàu có đâu, nhưng mà người đó phải có ý chí tiến thủ để cố gắng lo cho tương lai của hai đứa. Nhưng mà người đó lại không có sự nỗ lực á. Mối tình đã được khoảng 8 tháng. Mối tình thứ hai thì người đó lại cũng khá là giỏi, anh ấy mở công ty, nhưng mà do là cái kiểu người ta giỏi ấy, người ta lại có đòi hỏi những cái kiểu như người phụ nữ là giỏi viết nước, đảm về nhà. Con cảm thấy là không phù hợp. Là hơi gia trưởng đúng không? Đúng rồi, con coi. Cho nên con đều chia tay. Sau đó chia tay. Một người ở cực này, một người ở cực này, đúng không? Dạ. Vậy cái người đàn ông bên đây sao? Em mối tình, em nói cho bà mối nghe đi. Chào chị. Chào cưng. Dạ, em từ trước tới nay chỉ có một mối tình duy nhất thôi ạ. Đó là thời em học đại học, quen bạn đó từ trong suốt quá trình học cho tới khi ra trường luôn. Thì sau khi ra trường tụi em đi làm việc xa nhau á. Bạn thì ở dưới Bạc Liêu, còn em thì chuyển lên Sài Gòn công tác. Bắt đầu lập nghiệp trên Sài Gòn. Mọi chuyện đều im đềm, không có vấn đề xảy ra hết. Được một cái hôm đó bạn nhắn tin rồi chia tay em. Và lấy một lý do rất là đơn giản thôi. Tại em nhỏ con. Thật ra nhỏ con không phải là không chăm lo, không quan tâm, chăm sóc hay là không thách khe được rating cho bạn gái. Nhưng mà kiểu người ta vẫn quan điểm là không có xứng đôi, vừa lứa. Dạ. Trời ơi em gái. Nè người ta xinh xắn nè. Trời gái dễ thương quá đậu đất luôn vậy đó. Giờ muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào? Cao. Cao hả? Con được hói. Mà răng đẹp. Chết chắc. Đừng nói chữ hói ở đây. Con người ta lớn lên bị càm ràm quá thì nó cũng sẽ hói thôi. Hói người ta tài giỏi, hói người ta yêu thương. Con gái ơi. Dạ. Trai cũng hơi cao một chút thôi. Cũng cao mấy, tròn cao thì cũng hơi khó. Răng thì cũng đẹp. Hơi chưa đẹp một chút thôi. Tóc thì cũng... sương sương. Nó cũng sương sương hói. Không biết nó có phát triển nó không thì chưa biết. Mình thấy sao? Nhưng mà em đòi hỏi là cao bao nhiêu nè?
Cao trên 1m65 ạ. Cùng cao bao nhiêu nhỉ? Con gớt 5 nút luôn á. Con gớt 5 nút luôn á. Là 1m6 hả? 1m6. Ví dụ như người ta tuổi trẻ tài cao, đúng rồi, hay là người ta là cái người đàn ông của một cái sự, một cái, có một cái sự nghiệp rất là tốt khi mà ở đúng tuổi rồi. Trẻ rất là cầu tiến, bạn suy nghĩ như thế nào? Cái này để em xem xét lại. Cái này để em xem xét lại. À, em gái đi với ai vậy? À, em đi với anh trai ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, toàn thể chương trình và các bạn khán giả ở đây. Em là anh trai ruột của bạn Lý. Thì theo anh thấy thì bạn ấy cũng hơi khó tính một tí. Nếu mà bạn nam mà có đồng ý tiến tới với bạn thì cũng phải đừng có gia trưởng quá với bạn đấy, bạn ấy hơi khắt khe. Anh thấy bạn nam thì bạn nam cũng được phong độ đẹp trai, còn hai bạn thì theo anh thì cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Anh đi với ai? Dạ em đi với anh họ em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Thì anh là anh họ của Lượng. Thì Lượng là một người anh rất là tự hào, có chí cầu tiến và tự lập. Ngoài ra Lượng còn biết làm việc nhà, cũng có sự nghiệp tương đối ổn định. Tuy nhỏ thôi nhưng mà Lượng có thể che chở được cho em. Còn bạn gái bên đây là Lượng ơi, tuyệt vời. Dù có cỡ nào thì cũng phải bấm nút đi 2 về 3 nha Lượng. Nhỏ nhưng mà có vỏ ha, người quan trọng lắm. Thôi mở rào. Quay qua đúng rồi. Chào em. Tặng nhìn... quà tặng cáp rồi đi. Dạ. Trời ơi. Lo nhìn không có tặng quà luôn rồi. Em nhìn cái em đam mê luôn. Đam mê luôn hả? Hôm nay đến với anh cũng có một cái bó hoa anh gửi em. Thì nãy mọi người đều có rất là nhiều bông, mà riêng anh chỉ có một bông. Tại vì anh muốn em là duy nhất của anh, không còn là ai, không có một ai khác chen vô được nữa. Anh xin tặng em. Dạ em cảm ơn. Và đó thì bên cạnh đó anh cũng có tặng em một món quà nhỏ, đó là cái lắc chân. Dạ. Anh xin phép đeo cho em nha. Đáng lý ra là nó vàng nhưng mà nó dịch cái bây giờ nó gớt xuống bạc luôn. Dịch cái bây giờ nó gớt xuống bạc luôn. Là sao? Chị Vi bả tới đột xuất quá, cái tờ vàng nó gớt bạc. Chết rồi. Trời. Gào. Bây giờ ông phụ đi chứ bây giờ tay nó dày mà nó lắc nó đeo kiểu gì? Làm sao cho ra thì tùy nó. Trời đất ơi. Ông gào là không về luôn á. Hỗ trợ đi tội. Cứ cầm nhịp đó hỗ trợ nè. Tình yêu để tự. Đó thấy chưa? Đó. Ra rồi giờ không vô có được cách luôn. Nó ra mà. Không biết sao nó rung quá. Bạc đây á là không phải là bạc tình bạc nghĩa đâu nha, mà ý nghĩa là răng long đầu bạc á. Đó, răng long đầu bạc rồi. Tặng anh một chai nước súc miệng thì trời ơi. Ta bác sĩ răng mà. Không có em tưởng đâu là tặng cho em cái vé để em tẩy răng hay cạo vô răng. Qua chỗ đó nãy giờ thì em thấy anh như thế nào? Tại vì anh thấy là anh trai nói anh có vẻ khó nhưng mà anh là người miền Tây nên là rất là dễ dãi, phóng khoáng lắm. Bởi vì anh muốn tìm một bạn nữ kiểu chín chắn hơn anh, cứng rắn hơn, nói chung là trên cơ hơn xíu á. Nhưng mà kiềm mình tính mỗi lần mà đi nhậu với ông nội bạn thân nè. Dạ. Đi với bạn thân là ngủ quên tại mâm luôn, xỏa. Bởi vì cần người xúc em về. Em thì em cũng hơi khó tính. Em cũng có quy tắc riêng của mình. Ví dụ như là em không thích người đến trễ. Em cũng không thích người mà keo kiệt quá, gia trưởng á, em không thích người như thế. Mấy cái đó em yên tâm, anh không có nào hết trơn. Nhậu nhẹt thì em nghĩ là nên nhậu nhẹt thì giữ gìn sức khỏe, chỉ nhậu mức vừa phải thôi. Lâu lâu ví dụ mà có đối tác khách hàng lớn thì bắt đầu mới kiểu người ta mời mình mới nhậu thôi. Em có thường đi du lịch thôi. Khi có dịp thì em sẽ đi thôi. Em thích đi biển. Em thích anh đi biển. Anh thường thường là hay thích đi đâu? Anh đâu anh cũng thích đi chứ, anh chân đi mà. Hiện nay là anh đang làm việc và sống ở Sài Gòn luôn đúng không ạ? Đúng rồi, anh làm việc và sống ở Sài Gòn nhưng mà anh chưa có nhà. Hiện tại anh đang ở trong khách sạn luôn. Dạ. Nhất là một phần là để tiện cho công việc á. Thứ hai là ở đó giờ giấc nó hơi nghiêm khắc xíu để đỡ đi chơi với mấy ông nội này, mấy công hư. Dạ. Tại vì mình kiểu mình tiết kiệm á chị. Trời ơi, mức giá nhà ở quận nhất mắc lắm. Ít nhất phải 3,5 triệu một tháng. Khách sạn của em ở quận nhất luôn. Dạ, mà ngay phố Tây đường Phạm Ngũ Lão. Rồi thôi xong đó, hiểu à. 24 tuổi vậy là quá giỏi luôn á nha. Em tự lập từ nhỏ mà. Bây giờ nãy lúc đầu có giới thiệu là em không có, em sinh ra thôi nhưng mà em lớn lên ở nhiều nơi.
Thì giai đoạn từ nhỏ cho tới học hết cấp 1 lại ở Cà Mau. Sau khi bắt đầu đầu năm học lớp 6 là em chuyển lên trên Lâm Đồng em sống. Em sống với cô em, tại vì cô em lớn tuổi nhưng mà không có gia đình. Sau một thời gian thì dưới quê em, ba mẹ em có một số việc sự cố nên là ngoài ý muốn. Rồi em mới chuyển về, về quê nhưng mà cũng không có ở với ba mẹ nữa. Lúc đó có cái chòi tôm á, mà nhỏ con hồi nhỏ sợ ma nữa mà không ai giữ vuông hết. Đẩy em ra ngoài đó, em giữ vuông mỗi đêm mà gió nó xào xào đâu dám ngủ đâu. Qua nhà ông hàng xóm gõ cửa cho ngủ ke. Rồi xong cái mọi thứ em đều lo làm được hết. Nên là khi mà hai đứa mình có đến với nhau á, thì việc nhà em cứ yên tâm, anh bao hết. Yeah. Em chỉ có việc ăn uống đi làm và làm đẹp thôi. Tuyệt vời ha. Rồi xong rồi sau khi và tiếp tục đi học đại học, khoảng thời gian từ nhỏ tới lớn chỉ sống ở nhà có được khúc à. Còn nhiều là sống ở ngoài đời không à. Mọi thứ đều phải tự lo hết. Đây là một người đàn ông bản lĩnh đó. Anh quan niệm là yêu là phải chân thật. Thứ nhất là đừng có im lặng. Im lặng giống như là cái bệnh ung thư vậy đó, mà giai đoạn cuối á, ghiết hồi nó ra đi luôn, hồi nào không hay. Có gì nếu mà em không thích anh, không hài lòng anh ở vấn đề gì đó thì em có thể nói trực tiếp với anh. Còn thí dụ mà khó nói quá, hai đứa mình hẹn nhau ca nhậu ấy, nhậu vô có can đảm nói được hết. Thật ra cái suy nghĩ và quan điểm của anh cũng khá giống em. Em suy nghĩ tình yêu nó phải chân thật, chân thành đến từ hai phía và sự lắng nghe và chia sẻ của hai người. Cho dù hôm nay quyết định của em là thế nào, nhưng mà quyết định của anh đã đến đây, mình đã mất mấy chục năm trời mới tìm được em mà. Nên là cỡ nào cỡ anh cũng sẽ bấm nút. Sang hết thời gian. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định. 1 2 2 3 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Cô ấy đã thay đổi về quan điểm sau khi gặp anh ấy. Nào hãy nắm tay hẹn hò với nhau. Chính thức rồi đó ha. Còn chần chừ gì nữa, trao nhau nụ hôn đầu nào. Em xin phép anh cho em hôn bạn Lý ạ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám thế giới sắc đẹp, giúp bạn trắng da, bật tông, trẻ hóa da. Đặc biệt trị dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc cho tất cả những cặp đôi trong bạn mối hẹn hò sẽ hạnh phúc mãi mãi. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Lớp TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe nhé. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He, view uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc và tài trợ thực hiện chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Còn bây giờ Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại.
mẹ em nấu mà em còn chê. Mẹ mẹ xem chương trình mẹ đừng có la con nha. Em có thể tự độc lập tài chính, em tự kiếm ra tiền lo cho bản thân và lo được cho gia đình em. Em đã độc lập từ tài chính từ năm 22 tuổi sau khi em tốt nghiệp đại học rồi. Em độc lập tài chính từ năm 18 tuổi rồi chị ơi. Rồi vậy là xuất sắc hơn cả. Bè với lại em trong màu sáng năm nay em thấy cái thích cái cuộc sống tự do hơn. Anh ơi, anh có biết nấu ăn không anh? À, có biết em. Chứ em nấu ăn là tại lúc. Vậy ví dụ như sau này mình có về chung một nhà thì anh nấu đi, em lặt rau, em rửa chén cho. Cũng được em. Ngày mai nắng sớm chiều tà. Bây giờ anh có muốn về nhà với em không? Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.